Xin chào bạn, đây là Galaxy Note 10 Lite. Mình đã có check giá ở đây thì bây giờ nó mới khoảng 8 triệu. Và mình đánh giá đây là mẫu Samsung tầm trung đáng mua nhất. Mà đã ngon như này ấy, thì có lẽ là không nên bỏ qua. Trước tiên, để có mức giá tốt như này thì con máy trên tay mình đây là hàng trôi bảo hành. Và so với những con máy mới các bạn vẫn thường biết đấy thì nó sẽ chỉ có thua thiệt một điểm thôi, là thời hạn bảo hành chính hãng nó bị thấp hơn. 8 triệu trôi bảo hành và đầy đủ bảo hành là 9,5 triệu, tiết kiệm được 1,5 triệu. Đây là một cái món hời. Trước đó khi mà mình không để ý đến cái loại hàng này ấy thì mình vẫn hay nói rằng là Galaxy A71 là con máy Samsung tầm trung đáng mua nhất. Nhưng bây giờ này, có lẽ là Galaxy Note 10 Lite mới thực sự là thay thế được cái vị trí đấy cực kỳ là hoàn hảo và cực kỳ là xứng đáng luôn. Với hơn 8 triệu thì nó có gì, nó làm được gì mà những sản phẩm khác không có này, không làm được này, mà có làm được ấy thì cũng sẽ không làm được tốt như Galaxy Note 10 Lite. Đầu tiên, thương hiệu và dòng sản phẩm đã được khẳng định. Với rất là nhiều người dùng cơ bản thì mua máy chỉ đơn giản, họ quan tâm về thương hiệu xem, ok thương hiệu ok, dùng ổn chút xíu, pin tốt, dùng cũng mượt mà và màn hình cũng được, vậy là xong. Thì đây, Galaxy Note 10 Lite. Bên cạnh đó thì dòng Note là dòng cao cấp, đắt. Nếu như muốn mua Note mà rẻ thì chỉ có hàng cũ. Nhưng bây giờ thì mới Note 10 Lite. Còn tầm này mà các bạn muốn quan tâm về thương hiệu nhé, dòng sản phẩm phải tốt nhé, thì Apple cũng chỉ có hàng cũ mà thôi. Vậy nên đây vừa đảm bảo về thương hiệu lẫn là dòng sản phẩm được đảm bảo. Nhưng mà ngoài thương hiệu thì những mặt khác của Note 10 Lite cũng ngon. Cùng mình chuyển qua phần thứ hai, chất lượng phần cứng. Tốt, cầm máy lên rất là chắc chắn, hoàn thiện thì ngon, cứng cáp như ấy khung kim loại. Nói chung là Note sinh ra không phải để rẻ tiền. Vậy nên trên Note 10 Lite thì nó cũng vậy, chỉ là hơi to nạc, hơi dày. Nhưng mà những con tầm trung khác, tính cả Samsung luôn ấy, thì gần như không thể có được cái cảm giác xịn như thế này. Các bạn hãy cầm máy lên và cảm nhận. Đến với nguyên nhân thứ ba là khả năng giải trí toàn diện. Ngoài màn hình lớn với kích thước là 6,7 inch thì vẫn duy trì được những cái điểm mạnh vốn có, vẫn là Super AMOLED, vẫn trong trẻo, vẫn độ sáng cao, vẫn tương phản cao và vẫn sướng. Miễn là bạn đừng có đòi hỏi nó phải như dòng Note không Lite, tức là dòng Note cao cấp, sẽ không có. Nhưng mà màn hình vẫn là một cái thứ ăn điểm rõ ràng ở trong phần giải trí. Bên cạnh đó thì Note 10 Lite cũng có thể dùng được cả ngày hay thậm chí đến ngày thứ hai, bởi vì nó có pin tốt, sạc thì cũng nhanh luôn này. 4500mAh đi kèm với 25W sạc nhanh thì mình rất là yên tâm, dùng hơn một ngày là bình thường, với khoảng 6 đến 7 tiếng on screen. Cũng trong phần giải trí thì Note 10 Lite cũng sẽ đem đến một cái hiệu năng tốt. 8GB RAM này, 128GB ROM này, Exynos 9810 này. Đây là cấu hình của flagship Samsung năm 2018. Cái cấu hình này thời điểm đó thì có thể là phần mềm chưa ngon, nhưng bây giờ với One UI 2.1 nền Android 10 thì mượt mà, trực quan, đơn giản. Nên so với cảm giác flagship thời đó ấy, thì nó sướng mắt và sướng tay hơn. Vậy chúng ta đã có màn hình, có pin và có cả hiệu năng thuần nữa, là combo hoàn hảo cho quá trình giải trí đơn thuần. Điểm thứ tư, nguyên nhân thứ tư nó đáng mua là máy sẽ có bút S Pen. Sẽ không có nhiều tính năng như Note 10 nhưng cũng sẽ có đầy đủ, tương tự như là Note 9. Có thể bạn dùng hoặc không, nhưng mà nếu cần ấy, thì nó vẫn ở đây. Chuyển qua với yếu tố cuối cùng nhá, là những mặt khác trên Galaxy Note 10 Lite thì vẫn được đảm bảo. Tức là bình thường ấy, Samsung thường, không phải Samsung mà rất là nhiều nhà sản xuất, với điểm mạnh này thì sẽ phải cắt giảm điểm mạnh kia. Nhưng Note 10 Lite rất là may mắn, những cái mặt khác của nó vẫn đảm bảo cho chúng ta. Cụ thể như camera thì sẽ ngang với Galaxy A71. Nhưng mà con này còn có cả phần mềm làm tốt hơn, nên là ảnh sẽ dễ chịu hơn, nó không kiểu bị gai gai và sắc sắc quá, vẫn đủ ngon. Còn về khả năng chơi game đi, Exynos 9810 tất nhiên là không thể nào mà so sánh được với những con chip cao cấp đến từ nhà Qualcomm. Nhưng mà bây giờ mức giá là tầm trung nên chúng ta sẽ so sánh với những con chip đến từ tầm trung của Qualcomm mà thôi. Vậy nên nếu so với Snapdragon 730 đi, bạn nào thắc mắc và quan tâm tới video này thì có thể là comment ở phía dưới, mình sẽ làm cái video trực tiếp về hiệu năng. Nhưng các bạn lưu ý rằng là đây vẫn là một con chip cao cấp, vậy nên có thể là nó chưa được thực sự ổn định, nhưng chơi game ấy thì cũng không phải là tệ nhá. Được cái là màn to đẹp và lại pin tốt nữa nên là chơi rất là thoải mái. Sau cùng thì mình sẽ điểm một vài cái lưu ý nhỏ mà các bạn cũng sẽ phải quan tâm. Đó là con này sẽ có loa, nó sẽ có khoảng cách khá là xa với những flagship của Samsung, chất lượng bình thường. Và thêm nữa, vân tay trong màn hình thì mình rất là hay gặp phải thường xuyên là không nhận được, và mức giá này mình không hài lòng với cái điểm này. Tuy nhiên, nếu bỏ qua những cái điểm trừ nhỏ như thế ấy,
thì gần như mọi mặt của Galaxy Note 10 Lite sẽ có thể khiến cho người dùng hài lòng. Như ở Galaxy S21 thì nó sẽ rất là đồng đều, nhưng mà con này ấy, thì còn có những mặt vượt trội lên nữa, và đó là thứ khiến cho nó trở thành một cái sản phẩm theo mình đánh giá là tầm trung đáng mua nhất mà lại còn mới nữa tầm này của Samsung. Các bạn nghĩ sao về Galaxy Note 10 Lite? Đừng quên là comment phía bên dưới, và có bất kỳ một cái ý kiến gì thì hãy nhớ là đóng góp, mình sẽ đọc và có thể là cải thiện trong video tới. Cảm ơn rất là nhiều đã xem video đến tận thời điểm này, và hẹn gặp lại trong những video mới hơn nữa trên kênh. Mình là Hoàng và đây là Tech Mac Việt Nam.